lập tức đặt chổi đúng chỗ này, lộc khí phừng phừng, gia chủ giàu sau một đêm, tiền bạc cứ ùn ùn kéo về nhà. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Đạo Sĩ Tử Thông. À quý vị thân mến, cây chổi là một cái vật dụng không thể thiếu trong các gia đình. Người xưa có câu, nhà sạch thì mát, bát sạch ngon cơm. Cây chổi sẽ giúp cho bạn quét dọn được tất cả căn nhà, loại bỏ các loại bụi bẩn, xua đi những cái tà khí, những cái khí xấu. À, tuy nhiên, cái đồ dùng này còn có những cái ý nghĩa phong thủy riêng biệt mà không phải ai cũng biết. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình ngày hôm nay và lắng nghe về những cái ý nghĩa về cái phong thủy của cây chổi và cái vị trí đặt cây chổi quét nhà. Nếu gia chủ không chú ý thì rất có thể sẽ tiện tay quét luôn cái tè lộc ra khỏi nhà. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Sau đây là những vị trí đại kỵ tuyệt đối không đặt chổi quét nhà, kẻo gia chủ tán gia bại sản, tiền bạc đội nón ra đi. Thứ nhất, không đặt chổi ở phòng khách. À quý vị thân mến, phòng khách là cái không gian sinh hoạt chung rất quan trọng của cả gia đình. Đồng thời, nó là nơi tiếp đón bạn bè, tiếp đón khách khứa và chiêu mời cái tài lộc, vượng khí vào trong nhà mình. Theo các chuyên gia phong thủy, việc đặt chổi quét nhà trong phòng khách sẽ khiến cho cái năng lượng xấu của chiếc chổi nó phát tán ra cả phòng. Từ đó, sức khỏe, tài vận của gia chủ cũng sẽ bị ảnh hưởng một phần. Thứ hai, không đặt chổi trong nhà vệ sinh. À, thưa các bạn, nhiều người nghĩ rằng nhà vệ sinh là nơi bẩn nhất, ẩm thấp nhất nên đem chổi để vào đó, khiến cho chổi đã bẩn lại càng bẩn thêm. Khí xấu càng tích tụ ngày càng nhiều. Khi chúng ta lấy chổi quét dọn nhà cửa thì vô tình cũng mang lại những cái khí đó, nó bay canh khắp nhà. Quét dọn xong thì chẳng những không được sạch sẽ mà còn vô tình làm cho cái khí xấu nó lan tỏa khắp nơi, gây ra những cái hậu họa khôn lường về sức khỏe cũng như là tài lộc của gia chủ. Chính vì vậy, các bạn đừng bao giờ để chổi quét nhà ở nhà vệ sinh. Có thể các bạn không biết điều này, nhưng mà những gia đình truyền thống Trung Hoa thì không bao giờ để chổi ở trong nhà. À, theo quan niệm dân gian, họ cho rằng nếu mà để người khác vào trong nhà mà thấy ngay cây chổi quét nhà hoặc là cây lau nhà hay là bất kỳ vật dụng vệ sinh nào là một điều cực kỳ xấu. Đặc biệt, để chổi trong phòng ăn hay là phòng bếp lại là một điều cực kỳ kiêng kỵ, bởi nó sẽ quét sạch cơm gạo, cái nguồn sống của con người, khiến cho gia đình, tài lộc sẽ bị sa sút và vận trình của gia chủ thì ngày càng đi xuống. Thứ ba là không đặt chổi ở cửa ra vào. Một cái sai lầm mà nhiều người thường mắc là tiện tay cất chổi ở ngay sau cánh cửa ra vào. Để tiện cho việc sử dụng, cái cửa ra vào là cái nơi thu hút cái tài lộc, thu hút cái may mắn cho cả gia đình, nên không thể đặt một cái vật mang cái năng lượng xấu như là chiếc chổi ở đó được. Cửa nhà không chỉ là nơi mà chúng ta đi qua, đi ra, đi vào, mà còn là cái đường dẫn khí từ ngoài vào trong nhà và ngược lại. Trong thực tế thì chổi dùng để quét dọn thường mang nhiều cái bụi bặm, nhiều cái khí xấu. Còn trong phong thủy, chổi lại tượng trưng cho các nguồn khí bẩn, cho cái tà khí, tạp khí. Nếu mà đặt chổi ở cửa ra vào ấy, thì sẽ mang lại những cái điều không may mắn đến với gia chủ, đôi khi còn mang đến bệnh tật cho các thành viên trong gia đình. Đặt chổi ở đây thì cái tài khí dễ bị tiêu tán, cái may mắn, cái tài lộc khó mà tích tụ lại được. Thứ tư, không đặt chổi trong phòng ăn hoặc là phòng bếp. Để chổi trong phòng ăn hay là phòng bếp thì càng là một cái điều kiêng kỵ. Người xưa cho rằng như thế sẽ quét sạch cơm gạo, cái nguồn sống của gia đình, khiến cho tài lộc của gia chủ bị sa sút, cái vận trình của gia chủ thì ngày càng đi xuống. Vì vậy, người ta thường đặt chổi ở những cái nơi khuất tầm mắt, ở phía sau nhà, để không bị ảnh hưởng đến cái phong thủy của nhà. Thứ năm là không đặt chổi trong bếp. À, thưa quý vị, một vài gia đình có thói quen đặt chổi ở trong bếp. Như chúng ta đã biết, bếp thì đại diện cho nữ gia chủ, đại diện cho cái gia đạo, đại diện cho cái hạnh phúc của gia đình. Và nếu mà các bạn đặt chổi trong bếp, nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến tình trạng sức khỏe của vị nữ gia chủ này. Không chỉ vậy, bếp là nơi chúng ta để thức ăn, chổi lại mang nhiều cái bụi bặm, nhiều vi khuẩn. Do đó, nó cũng ảnh hưởng xấu đến cái vận trình sức khỏe của cả gia đình. Thứ sáu là không giữ chổi cùn, chổi hỏng ở trong nhà. Chổi cùn hay là chổi hỏng ấy, nó không chỉ chứa nhiều cái vi khuẩn gây bệnh, mà còn tượng trưng cho sự nghèo nàn, cho sự thiếu thốn trong cuộc sống. Nếu không muốn tình hình tài chính trong gia đình bị sơ sát như cái chổi cùn ấy, thì các bạn hãy loại bỏ những cái thứ này ra khỏi nhà ngay. Một chiếc chổi được thay thế được chăm chút một cách thường xuyên sẽ góp phần tạo ra một ngôi nhà thực sự là sạch sẽ. Đó cũng là cái điều mà tiên quyết khi mà các bạn muốn vận khí, tài lộc vào nhà mình. Thứ bảy là nên để chổi ở phía sau nhà hoặc là ban công. Đây là hai vị trí thích hợp nhất để quý vị cất chổi quét nhà.
mà không ảnh hưởng đến cái phong thủy của nhà. Chổi quét nhà quét đi cái bụi bẩn, nên bản thân nó cũng mang theo những cái khí xấu. Nếu để sau nhà hoặc là ở ban công thì sẽ tránh bớt được những cái ảnh hưởng của nó đến cái vận khí của cả căn nhà. Chổi quét nhà được đặt ở nơi kín đáo, ở phía sau nhà còn có tác dụng bảo vệ cái an toàn cho cả gia đình. Nó giữ cho những kẻ quấy rối, những kẻ xấu muốn nhòm ngó cái tài sản ở bên ngoài không thể xâm nhập và làm hại những người trong gia đình. Khi ấy, gia đình bạn sẽ được thần chổi bảo vệ, giúp chúng ta an tâm và sinh sống và làm việc. Quý vị thân mến, ngoài cái cây chổi ấy, thì nhiều người vẫn nghĩ rằng cái thùng rác đặt đâu cũng được, miễn là sao cho thuận tiện và không quá khó coi, đúng không ạ? Tuy nhiên, họ không hề biết rằng đặt thùng rác tùy tiện nó cũng chính là cái nguyên nhân mà khiến cho họ mãi nghèo, mãi khổ. Thậm chí trong phong thủy nhà ở ấy, thùng rác là một cái vật dụng chứa nhiều cái uế khí, chứa nhiều cái tà khí, chứa nhiều cái tạp khí. Nó ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe của con người cũng như là tài vận của gia chủ. Vì vậy, nếu mà đặt sai chỗ, rất có thể nó sẽ mang lại cái vận xấu cho cả gia đình. Và sau đây tôi sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những cái vị trí chúng ta đại kỵ không nên đặt thùng rác. Thứ nhất, để thùng rác ngay trước cửa chính, ngăn chặn thần tài vào nhà. Khi các bạn để thùng rác ngay trước cửa chính nhà mình ấy, sẽ khiến cho thần tài khó vào nhà. Đừng bao giờ các bạn để những thứ không sạch sẽ, có tính sát khí như là rác thải, thùng rác hay là chổi trước cửa nhà. Nó sẽ ảnh hưởng tới cái vận may của cả gia đình. Cửa nhà chính là một cái vị trí quan trọng giúp thu hút cái vận khí, thu hút cái tài lộc vào nhà. Khi mà cửa nhà hợp phong thủy, gia chủ được an yên. Ngược lại, nếu mà để những cái vật dụng như là thùng rác, túi rác, chổi hoặc là những cái thứ ô uế ở trước cửa nhà thì công việc, cuộc sống của các bạn sẽ gặp khó khăn, gặp nhiều trắc trở. Thứ hai là để thùng rác bên cạnh bàn làm việc nó gây ô nhiễm và đuổi quý nhân đi. Trong phòng làm việc của các bạn hoặc là trong cái phòng khách của gia đình, tuyệt đối không nên để thùng rác ở cái gần cái vị trí bàn làm việc. Xét về phong thủy thì cả hai bên bàn làm việc đều là vị trí của Thanh Long và Bạch Hổ. Có nghĩa là quý nhân nếu mà đặt thùng rác ở cái vị trí đó sẽ không khác nào làm ô uế quý nhân. Đây là một cái lỗi phong thủy khiến xua đuổi cái quý nhân mà không phải ai cũng biết. Thứ ba là để thùng rác theo hướng Tây Bắc, nó sẽ gây cản trở cái tài lộc và sức khỏe của gia chủ. Thưa quý vị, hướng Tây Bắc là một trong cái hướng đại diện cho tài lộc, cho công danh sự nghiệp của gia chủ. Nếu đặt thùng rác ở cái vị trí này thì gia chủ đã tự triệt đi cái đường công danh sự nghiệp của mình. Không những thế, từ đây gia chủ làm bất cứ việc gì, bất cứ việc đầu tư kinh doanh nào thì cũng chỉ hao tài tốn của mà không thu hút được bất cứ cái lợi nhuận nào. Thứ tư, để thùng rác theo hướng Đông Bắc thì gia đình ly tán. Thưa các bạn, hướng Đông Bắc là cái hướng tuyệt đối không được đặt thùng rác, bởi hướng này nó thể hiện cái hỏa khí của gia đình. Nếu mà đặt thùng rác ở đây ấy, thì dám chắc vợ chồng suốt ngày lục đục, con cái thì khó bảo, gia đình thì luôn gì cơm không lành mà canh cũng chẳng ngọt, dễ dẫn đến chuyện vợ chồng ngoại tình và tình trạng vợ chồng ly tán là điều không thể tránh khỏi, đúng không? Thứ năm là để thùng rác theo hướng chính giữa, cái hướng Tây và Nam sẽ gây ảnh hưởng đến cái tình duyên. Thưa các bạn, trong phong thủy thì cái hướng Tây Nam nó ảnh hưởng trực tiếp đến cái người phụ nữ, đặc biệt là những người phụ nữ còn độc thân. Bên cạnh đó, cái hướng Tây Nam nó còn đại diện cho cái sự nghiệp của người mẹ, của người vợ, nên tuyệt đối tránh cái vị trí đặt thùng rác ở đây. Do đó, khi đặt thùng rác ở vị trí phía Tây Nam ấy, thì người phụ nữ trong gia đình sẽ rơi vào cảnh vợ chồng nó bất hòa liên tục, công việc thì không có tiến triển. Những người độc thân ấy, thì tình duyên sẽ lận đận, đó, khó có thể tìm được cái ý trung nhân của mình. Tốt nhất, phái nữ tuyệt đối không bao giờ được đặt thùng rác ở cái vị trí này. Người có gia đình thì vợ chồng bất hòa, ai mà chưa kịp dạo ngõ thì tình duyên thường xuyên bị trắc trở và bị lục đục. Thứ sáu là để thùng rác cạnh cầu thang gây ảnh hưởng đến số mệnh của cả nhà. Để phong thủy tốt thì bên cạnh cầu thang chúng ta tuyệt đối tránh, không nên đặt thùng rác. Người xưa quan niệm nhà có cầu thang là những nhà cao cửa rộng, nhà giàu sang phú quý. Hơn nữa, muốn tiến lên cao nữa thì nhất định phải có cầu thang. Vậy nên chúng ta có thể coi cầu thang chính là quý nhân tương trợ. Nếu mà cạnh cầu thang mà xuất hiện thùng rác thì số mệnh sẽ bị ảnh hưởng trực tiếp của cái uế khí mà không thể tiến lên cao được. Những gia đình mà đặt cái thùng rác ở cạnh cầu thang ấy, thì cái vận quý nhân nó sẽ không được vượng. Từ đó con đường công danh sự nghiệp cũng như là tài lộc của gia chủ nó gặp nhiều trắc trở và không được thuận lợi. Thứ bảy là đặt quá nhiều cái thùng rác trong nhà. Đặt quá nhiều thùng rác trong nhà cũng sẽ khiến cho cái uế khí
từ cái thùng rác nó tích tụ thành cái sát khí, và từ đây nó sẽ gây ra sự bất an, gây ra bệnh tật và gây ra sự hao tán tiền của tài lộc cho quý vị. Vậy thì theo các bạn là đặt thùng rác thế nào sẽ đúng phong thủy? Thùng rác là cái vật nó chứa nhiều cái uế khí và là vật kém vệ sinh, vì vậy không nên đặt ở những cái khu vực quan trọng hay những cái vị trí tốt. Thứ nhất là phòng bếp và nhà vệ sinh. Các bạn thân mến, phòng bếp và nhà vệ sinh là hai khu vực thích hợp nhất để đặt thùng rác. Do nhu cầu muốn thuận tiện hơn thì gia chủ có thể bài trí một thùng rác nhỏ trong phòng khách, tốt nhất là cạnh chân bàn uống nước. Tuy nhiên thì cũng cần phải đảm bảo cái thùng rác được dọn dẹp thường xuyên và luôn được đậy nắp. Thứ hai, những chỗ khuất là chỗ tốt nhất. Trong cái lý luận phong thủy có câu mắt không thấy thì tâm không phiền, có nghĩa là những cái thứ mà các bạn không nhìn thấy sẽ không tạo ra những điều xấu. Vì vậy, trong gia đình hãy đặt thùng rác ở những nơi khuất, hoặc là mua những loại thùng rác trông đẹp mắt, khiến cho chúng ta nhìn vào không có cảm giác đó là thùng rác, thì sẽ không ảnh hưởng nhiều đến cái tài lộc cũng như là cái số phận của gia đình. Thứ ba là số lượng thùng rác càng ít càng tốt. Nhiều người cho rằng đặt thùng rác ở nhiều nơi trong gia đình sẽ thuận lợi hơn và dễ vệ sinh hơn. Điều này không sai, tuy nhiên rất có thể cái sự tiện lợi này sẽ dần dần nó hình thành cái uế khí, nó ảnh hưởng xấu đến cái vận khí của bạn và những người trong gia đình. Nếu rác bị lưu giữ quá lâu thì cũng sẽ không tốt cho sức khỏe và tài vận của gia chủ. Vậy nên các bạn hãy thường xuyên đổ rác, ít nhất là một ngày một hoặc hai lần, để giữ cho cái không gian nhà nó được sạch sẽ và tránh đi được những cái uế khí, những cái bụi bẩn, những cái tà khí tạp khí của cái thùng rác nó sinh ra. Thứ tư là chọn kích thước thùng rác phù hợp và có nắp đậy. Theo quan niệm phong thủy thì thùng rác có cỡ nhỏ luôn luôn là tốt hơn cỡ lớn, nhất là khi mà kết hợp với việc lựa chọn thùng rác với cái số lượng thùng rác. Đối với thùng rác trong gia đình ấy, thì kích thước phải vừa phải và thường xuyên đổ rác. Không chọn những kích thước thùng rác quá to, khiến cho không gian lưu trữ rác lâu, nó sẽ không tốt cho sức khỏe và tài lộc của gia chủ. Thùng rác trong nhà tốt nhất có nắp đậy, vì nó sẽ ngăn chặn được cái mùi hôi thối của rác ra bên ngoài thành uế khí và nó quẩn quanh trong cái không gian sống, gây ảnh hưởng không tốt đến cái sức khỏe và tài vận của gia chủ. Thưa quý vị, chổi quét nhà và thùng rác là những cái vật dụng mà chúng ta sử dụng hàng ngày để dọn dẹp nhà cửa, phóng ốc cho được sạch sẽ. Bởi vậy, đó đều là những vật dụng gắn bó trực tiếp và mật thiết với chúng ta. Vì thế, quý vị và các bạn hãy lưu ý những cái vị trí phong thủy đặt chổi và đặt thùng rác sao cho nó hợp lý như tôi đã chia sẻ ở trên, để tránh được những cái rủi ro không đáng có. Đồng thời, nó sẽ giúp thu hút được cái tài lộc và vận may cho gia chủ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.